vài củ gừng, 5-3 củ tỏi và chục quả ớt cùng một chút bột gạo. Dưới bàn tay của người nông dân này, chúng có thể thay thế hàng trăm thứ thuốc bảo vệ thực vật chỉ bằng cách pha chế đơn giản. Ta dùng là 200 g gừng và 200 g tỏi, 10 trái ớt. Rồi ta băm nhỏ, bỏ vào cối để xay nhỏ, giã nhuyễn. Và trong đó 10 ml nước cám gạo đun sôi, rồi pha chế vào. Để đó là ta để khuấy đều, đem lọc ra đây là mình mới đi phun. Ớt, gừng và tỏi sẽ xua đuổi các loại côn trùng trên các loại rau cỏ do chúng có tính nóng và cay. Bột gạo sẽ giúp dung dịch kết dính đọng lại trên lá cây được lâu ngày sau khi tưới. Dung dịch này không sử dụng bất cứ một loại hóa chất nào, thế nhưng vẫn có thể xua đuổi và diệt trừ rất nhiều các loại sổ bọ như bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào khác. Những cái vật liệu thảo mộc này thì có thể diệt được những con sâu là để độc quả trong quả cà, quả bì đao, và diệt được là những con sâu ăn lá trên các loại rau. Cũng theo ông Thanh, khi phun thuốc trừ sâu tỏi ớt lên cây thì các loại cây đều phát triển bình thường, rau củ quả luôn là sản phẩm sạch và hiệu quả phun kéo dài trong khoảng 2 tuần. Đặc biệt, theo kinh nghiệm của nông dân ở Khe Su, so với thuốc bảo vệ thực vật thông thường thì loại thuốc này có hiệu quả phòng trừ sâu cao hơn, mỗi vụ rau chỉ cần phun 2 lần. Vì trước đây người ta dùng thuốc bảo vệ thực vật và những phân hóa học rất độc hại cho môi trường và con người. Từ đó là có một cái dự án người ta đợi để làm ra một cái quy trình để thân thiện với môi trường. Từ đó những người dân của chúng tôi và tôi đã thực hiện tham gia cái dự án đó, là thấy những cái vật liệu mình để giảm bớt những cái độc hại dùng những vật liệu này là để mình dễ kiếm ở trong cái phụ phẩm của nông nghiệp mình tạo ra. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mỗi năm Việt Nam sử dụng tới 30.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Các loại thuốc hóa học này hấp thụ qua cây trồng chưa đầy 20%, bốc hơi 15%, còn lại là thấm vào đất và nguồn nước ngầm. Điều này không chỉ làm thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Chỉ bằng cách quan sát, học hỏi từ thực tiễn sản xuất, những người nông dân Khe Su đã biết tận dụng những thứ sẵn có để tạo nên một sản phẩm hữu ích cho nhà nông và thân thiện với môi trường. Sử dụng phân bón hữu cơ trong canh tác cũng đang là xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới.